Mình lên chào các bạn nha. Bữa nay mình review lại mấy cái mai vườn nhà mình các bạn. Thì hôm nay mình giới thiệu các bạn này, các bạn nào chơi Tết mình để rẻ là các bạn. Mình cũng dư mấy cây này các bạn. Cây này hoành 20 các bạn, rồi rồi. Hoành 20. Tay cành là đủ luôn các bạn. Các bạn. Đây. Chiều cao khoảng 2 mét các bạn. Tính tới ngọn đó các bạn. Khoảng 2 mét. Đây. Đây mình quay kỹ cái đế cho các bạn xem nha. Đây, anh thú luôn các bạn. Bạn nhìn kỹ. Đây. Anh bước qua cái này để cho các bạn xem nha. Đây, để đẹp các bạn. Nè, ghế nè các bạn. Nha các bạn. Đây. Đuôi nè các bạn. Cái này hình như là con kỳ lân hoặc là con cóc các bạn. Đây, bạn xem nào. Nhìn cóc vàng. Này nó hơi cục nha các bạn. Lân hơi cục. Đây cái đuôi nữa nè các bạn. Đây cái đuôi nữa các bạn. Bởi nơi chân đó các bạn, hai chân đủ nha các bạn. Rồi quay trước các bạn xem nha. Đây, cái trước là gì đâu các bạn. Đẹp đẹp các bạn. Cây này bạn nào thích mình để chưa gửi các bạn. Mình không có ship các bạn, mình bán tại nhà các bạn. Nhà mình ở ngang trường tiểu học Ôn Diễn các bạn. Bạn thích ghé mình để chưa gửi. Đây, ra ngoài đây các bạn. Ra ngoài đây, nè, lên quay bông cho các bạn xem nha. Mai mình mai nguyên thủy không các bạn. Mai năm cánh nguyên thủy. Đây. Nụ rất nhiều các bạn. Đây đều hết các bạn. Đều hết. Đây, các bạn xem đây, nụ đây. Đều nhánh nha. Rồi, mình giới thiệu các bạn cây thứ hai. Đây, mình quay cây thứ hai đó các bạn. Cái hình thông các bạn, dài khoảng 2 mét rưỡi, 27 nha các bạn. Đây, chừng 3 mét nữa mình đo. Bề hoành nó 23 nha các bạn. Đây, gan cái thông luôn các bạn. Đây. Ở đây, ở chỗ bông trước nè các bạn. Bông này ở chỗ khoảng 3 bữa rồi các bạn. 3 bữa rồi. Đây các bạn, đây mình lại mình quay nụ cho các bạn xem. Nụ nó hơi lớn các bạn, mà vẫn chơi Tết được các bạn. Có một số bông nó nở rồi nè. Đây. Mình chỉnh tàn các bạn. Nè, cho bạn xem nở 3 ngày rồi mà còn bông còn nhỉ các bạn. Bông nó nở 3 ngày rồi. Đây. Rồi mình quay đế cho bạn xem nha. Mai nó hai thân các bạn. Đây, hai thân. Mình lên tới khúc là nó hết nha các bạn. Còn thân mình về mình chỉnh lại một thân cũng được. Tới đây hết nha các bạn. Lên khoảng chừng thước là nó hết rồi. Đó. Còn lại thân các bạn. Bông rất là nhiều nha các bạn. Đây, đế đây các bạn. Đây. Này mình không có đế ra. Đây nè, thấy rễ đế nè các bạn. Đây nè bạn. Đẹp lắm các bạn. Rồi, cái này giá giao lưu chiều gửi các bạn. Bạn nào thích ghé mình bán chiều gửi. Các bạn tự bứng nha, mình không xiết nha các bạn. Đây, quay tổng thể từ hướng khác qua các bạn. Đây, hình thông luôn các bạn. Cái này chiều gửi bán rất rẻ luôn các bạn. Rồi, giới thiệu cây thứ ba các bạn. Đây, quay từ ở trên xuống cho bạn xem cái thứ ba. Ăn hình thông bạn một cốt nha các bạn, rất đẹp luôn. Cái này mình hình thông là tay cành đủ nha các bạn. Bông vẫn như mấy đẹp nhiều nha các bạn, giống mấy kia nha các bạn. Bông này là bông từ nhiều cánh lắm mà. 8 cánh nha các bạn. 12 cánh có luôn các bạn.
rất nhiều nụ các bạn ơi. Bạn nhìn vô thấy nụ nè, thấy không? Nhiều nụ. Cái này mình cũng chưa có moi đế các bạn. Rồi. Cái này hoành 22 các bạn ơi. 22, không đẹp. Cây số 2 mình nói với các bạn là cũng bông cũng đẹp, đạt các bạn. Cây này cũng cao khoảng 2,5 m các bạn. Rất đẹp các bạn. Đây, đây là hướng khác các bạn xem. Hướng thông rất đẹp các bạn. Cao 2,5 m, 3 m các bạn. Đây. Một cốt nha các bạn. Rồi, bạn là chịu bán 1,5 m luôn các bạn. Cái thứ tư. Cây này cao cỡ chừng 2 m các bạn. Đây. Chân dừa dán bầu tròn. Góc nó đẹp. Cái này hoành 21-20 các bạn. 20-20. Cái này đế đầy đủ các bạn. Nói chung là mai mình để mai tàn là toàn đế đẹp không. Tại mình không ngồi lên thôi. Đây mình ở đây 2 thân. Rồi. Cái nào bạn nào được giá thì mình để 800.000 các bạn. Bạn nào chịu bán luôn. Đẹp các bạn. Nụ để quay nụ cho các bạn xem. Rồi, nụ tương đối cũng nhiều các bạn. Kẹt lá các bạn. Rồi, nhiều. Điều các bạn. Nụ. Cái số 5. Cái này khoảng 1 m các bạn. Tán tròn đẹp. Hình thông lùng các bạn. Để các bạn. Đây, bạn xem nụ rồi. Đây, bông. Nè các bạn. Bông cũng lắm nha các bạn. Đây. Bông tương đối cũng nhiều chứ nó không nhiều như mấy kia các bạn. Đây, tết đảm bảo đẹp. Đây bông nhiều. Đây cho bạn xem đế. Đây. Đẹp các bạn. Trên này là 20. Trên này là 32. Hoành các bạn. Rất đẹp các bạn. Hình thú các bạn. Quái luôn các bạn. Cái này bạn nào chịu thì mình giao lưu chịu gửi à. Cái quái mà chịu gửi. Đây cho xem cái tổng cái tàn lại. Chịu gửi rất rẻ các bạn. Giờ đây cây nữa là cây mai sù. Bạn nào phải giá mình bán luôn cây mai mình mới mua. Mai tính để chơi tam tài các bạn. Đây. Mai tới hôm nay chơi bông không được các bạn. Mình lắc lá mình dưỡng lại cho mùng rất là đẹp các bạn. Xù đây các bạn. Đế thì mình chưa biết chứ nó xù là xù toàn thân các bạn. Đây bạn xem này. Xù hết 100% luôn. Bạn xem ha. Đây bạn xem xù các bạn, xù chăm chăm bông nè các bạn. Đây bạn nhìn bông tròn nè, đẹp không? Bông tròn ổm, tròn ổm các bạn nè. Bạn xem chưa nở lúc nào nha, phải lúc nào mình nở mình cho bạn xem. Mai sù. Rồi, bạn nào thích cái mai nào thì liên hệ mình với số 0363672263 các bạn. Mình không có ship nha các bạn. Bạn nào thích cái nào lại bứng. Đây, mình được khoảng chục ngoài cây, bạn nào thích cái nào bứng cái đó. Phải giá mình đưa hết các bạn. Đây. Cây giống bài các bạn.
bông rất nhiều các bạn. Bạn thích thì mình ấy. Đây. Bông nhiều lắm rồi. Nụ rất là nhiều. Có phô mai luôn. Có mai phôi ra luôn các bạn. Thích mình bán luôn. Đây, số cây đây. Mai này hình thú nha các bạn. Số cây luôn. Các bạn nào thích thì gọi điện cho mình. Mình giao lưu giá rẻ. Lại tại nhà các bạn không xếp nha. Nhắc lại. Đây cái hình thú đây. Đây. Quay bư con này cho các bạn xem luôn. Bạn phải mình bán luôn. Đây. Đẹp các bạn. Mình lật lá sớm các bạn. Tại cây này mình mới dưỡng. Đây. Mình còn gốc mai xỉn nữa bạn. Mai này đẹp lắm bạn ơi. Giống con gốc con gì rồi. Đẹp nha, cho con bên nha. Đây. Cái này làm bonsai được các bạn, mà mình để cái này nó hơi cao. Nụ dữ lắm các bạn. Tết chơi thì nhiều. Rất đẹp. Đây. Các bạn xem đây hơi tối. Nụ rất là nhiều. Bằng lại bạn xem là ok. Rồi video mình đến đây kết thúc nha các bạn. Chúc bạn ngày vui vẻ nha, hạnh phúc nha. Bạn nào cần mua cây này gì thì giao lưu với mình, điện mình đi số điện thoại 0363672 63 nha các bạn. Rồi bye bye các bạn.